Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, và một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị như thường lệ để giới thiệu đến quý vị những sản phẩm hết sức là đặc biệt của công ty mỹ phẩm Forever Biomore. Và có mặt trong chương trình ngày hôm nay như thường lệ là cô Ngọc Nhi, giám đốc điều hành của công ty mỹ phẩm Forever Biomore. Mời Ngọc Nhi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta. Chào Nam Phong và kính chào tất cả quý vị. Thường thường Ngọc Nhi với Nam Phong hai anh em mà làm radio chung bao nhiêu năm nay đó thì rất là nhiều khách hàng, khán thính giả rất là thích. Tại vì tụi em mình nó thẳng nói thật đúng không anh? Đó, nhưng mà xong show là thì xuống là thật sự nhiều khi là gây với nhau dữ lắm, tại vì đè nhau, dìm hàng nhau. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi trở lại quý vị để giới thiệu đến quý vị một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt của công ty mỹ phẩm Forever Biomore, đó là sản phẩm collagen. Và như quý vị thấy trên màn ảnh hiện nay, chúng tôi có hai sản phẩm, một cái đó là màu vàng và một cái là màu đỏ. Nhưng mà đầu tiên đó, hãy nói xem collagen là cái gì. Thưa quý vị, collagen theo cái nghĩa thông thường và cái sự hiểu biết thông thường của các nhà khoa học đó, đó là một cái chất nó giữ cho cái da của chúng ta được đàn hồi. Và khi mà Dạ cái vâng. lượng collagen trong người của chúng ta mà bắt đầu nó thiếu, nhất là những quý vị lớn tuổi, thì cái da của chúng ta nó khi mà nó xếp lại cái nếp nhăn nó không có giãn ra được nữa, và từ đó đó nó đưa tới cái trường hợp là da chúng ta có những cái nếp nhăn. Và làm sao để tránh cái trường hợp đó? Đó là một điều mà các nhà khoa học đã suy nghĩ, và họ nói bây giờ thiếu collagen thì chúng ta bổ sung collagen vào cơ thể để giúp cho da có cái độ đàn hồi nhiều hơn. Và đó là cái lý do mà người ta đã sử dụng collagen để mà giúp cho cái vấn đề làn da được đàn hồi nhiều hơn, trẻ trung hơn, sáng hơn. Và trên thị trường hiện giờ đó có rất là nhiều những cái sản phẩm collagen khác nhau. Người ta giới thiệu sản phẩm collagen có chất này, chất kia, trong kia sẽ giúp cho da quý vị sáng hơn, đẹp hơn, vân vân. Nhưng mà cái quan trọng mà một lần nữa ở đây chúng tôi cũng muốn nhắc lại với quý vị là khi quý vị sử dụng một cái sản phẩm nào đó, thứ nhất là quý vị phải biết cái nguồn gốc của nó đến từ đâu. Cái thứ hai là cái hàm lượng ở trong cái sản phẩm đó là bao nhiêu. Thí dụ họ giới thiệu collagen thì phải xem ở trong đó đó cái hàm lượng collagen nó có bao nhiêu. Chứ nếu mà giới thiệu collagen mà trong đó collagen chỉ có 30%, còn bao nhiêu là những cái hợp chất khác, thì cái đó đâu có phải là collagen nữa. Cho nên đó là cái điều mà chúng tôi muốn nhắc lại ở đây để quý vị lưu ý. Và xin nhắc lại một lần nữa, hiện giờ công ty mỹ phẩm Forever Biomore có hai loại collagen, màu vàng và màu đỏ. Cho nên chúng tôi sẽ nhường lời cho cô Ngọc Nhi để cô giới thiệu đến quý vị. Trong sản phẩm collagen của Forever Biomore đó có những chất gì trong đó, và tại sao các nhà khoa học sử dụng các loại mà để mà hình thành cái collagen đó, nó có nhiều loại khác nhau. Collagen nó có thể nó rút từ da của những con cá, thậm chí nó có thể rút từ da của con heo để làm collagen, Da gà nữa đó anh. và da con gà nữa, con gà rẻ nhất ha. Gà là rẻ nhất mà người ta dùng da gà nhiều lắm anh ơi. Cho nên cái sản phẩm mà tốt nhất đó, theo như chúng tôi biết đó, là cái sản phẩm nó làm từ da con cá hồi, tức là cá salmon. Bây giờ chúng tôi sẽ nhường lời cho Ngọc Nhi để Ngọc Nhi giải thích thêm về sản phẩm collagen loại vàng, loại đỏ, và nó có những cái chất gì trong đó để quý vị biết rõ thêm trước khi quý vị có cái quyết định là gọi cho chúng tôi. Một lát nữa sẽ có cái phần đặc biệt mà Ngọc Nhi gửi đến quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị. Quý vị biết đó là ở thị trường có rất là nhiều collagen. Mà anh biết không, công ty Biomore đó là công ty đầu tiên trên nước Mỹ đưa collagen nước vào thị trường. Tại vì cách ngược về 15 năm về trước, Ngọc Nhi là người đầu tiên, người phụ nữ đầu tiên phát hiện ra collagen ở Nhật Bản và đưa vào Hoa Kỳ. Ngọc Nhi là người đầu tiên xin cái permit nhập vào Hoa Kỳ sản phẩm này, lúc đó chưa ai biết hết, thưa quý vị. Thì thách nhiều năm thì Ngọc Nhi mới phát triển công ty này, mà collagen cũng là một cái tên tuổi để tạo nên thương hiệu của Biomore ngày hôm nay.
Thì vì vậy đó mà Ngọc Nhi rất là chăm chú vào cái chất lượng trong đó. Quý vị biết ở thị trường có rất là nhiều loại collagen, nhưng hầu như bởi vì người ta ham lời, người ta làm từ collagen, cũng là cái chữ collagen. Anh biết là cái chữ collagen là một cái chất nhờn chung, nhưng mà họ lấy từ da gà và da heo, bởi vì cái chi phí đó nó rất là rẻ. Nó rẻ gấp 10 lần collagen lấy từ cái da cá Salmon của Nhật Bản. Họ cũng đặt tại Nhật Bản, nhưng mà quan trọng nhất là từ từ cái da con gì. 90% là người ta làm từ da gà và da heo để cái lợi nhuận nó cao. Quý vị uống nó cũng là collagen, nhưng mà nó sẽ làm quý vị bị cholesterol, bị mập, bị tăng mỡ trong người, bị mỡ máu, bởi vì quý vị uống cái chất mỡ đó mỗi ngày. Còn collagen từ Biomore đó là Hydrolyzed Marine Collagen, là một loại cá Salmon, mà cá Salmon đặc biệt của Nhật Bản. Họ chỉ dùng cái da đó mà thôi, nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe của quý vị. Chúng tôi có những cái permit của USDA và của FDA chứng minh đây là loại collagen cao cấp nhất thị trường hiện nay, và độc quyền với công thức của chúng tôi, không người ta không có copy được. Người ta có thể copy được những cái thành phần khác, nhưng mà riêng cái thành phần đặc biệt trong đó là vitamin B3. Vitamin B3 đã được những bác sĩ của Mỹ đó, người ta chứng minh được. Anh biết là cái B3 là nó giúp cho những cái đốm trên da của mình đó, như da của anh vậy đó. Có tôi trong đây nữa cô. Là nó làm mờ đi những cái đốm tàn nhang nè, anh biết không, đồi mồi nè. Thì khi cơ thể anh nó già đó thì nó sẽ bị nhiều cái đốm, Còn đúng cái từ nào nữa không? Thay đổi giùm chút xíu được không? chà đạp lẫn nhau. Thì thưa quý vị, khi mình bị già đó thì cái da mình nó rất là nhiều cái đốm, mà cái đốm đó là từ lão hóa, cho nên cái vitamin B3 là nó giúp làm mất những cái đốm đó. Và collagen của Biomore lại có cái hàm lượng B3 cực cao trong cái chai thuốc của Ngọc Nhi. Vì vậy quý vị uống collagen của Biomore đó, quý vị vô tình được cái vitamin B3 nó tác dụng vào để nó xóa đi những cái đốm lão hóa, mà gọi là tàn nhang, đồi mồi trên da quý vị, mà các sản phẩm khác hoàn toàn không có được. Họ không copy được, tại vì đó là cái công thức độc quyền. Ngọc Nhi đã đăng ký độc quyền ở Mỹ và ở Nhật Bản, không ai được bỏ cái đó vào hết. Vì vậy mà đây là sản phẩm độc đáo nhất. Tại sao số lượng bán kinh khủng là bởi vì độc quyền cái đó. Cái thứ nhì nữa, như anh thấy thị trường bây giờ, anh thấy nào là collagen đó, thì người ta bỏ yến nè, là nhiều nhất. Có mấy công ty bỏ yến luôn. Rồi bỏ linh chi, rồi bỏ đông trùng hạ thảo. Thì quý vị nghĩ đi, cái chai nó nhỏ như vậy nè, thì cái hàm lượng collagen nó chiếm gần hết rồi. Mình bỏ được bao nhiêu yến trong này? Bao nhiêu? Chắc vài giọt thôi. Hoặc đông trùng hạ thảo linh chi thì nó quá ít, nó không có đủ tác dụng. Chúng ta đi mua collagen để làm gì? Mua collagen để cần cái chất collagen cho chúng ta, thứ nhất là không bị nhăn, thứ nhì là chúng ta trẻ ngược cơ thể lại, và thứ ba là trị đau nhức. Chúng ta không có đi mua yến trong này, chúng ta không có mua đông trùng hạ thảo hay linh chi trong này, chúng ta cần collagen. Thì cái quan trọng là cái collagen nó phải đúng là collagen cao cấp, chứ không phải là cái loại collagen có cái chữ collagen mà thôi. Nhưng họ đánh lừa cảm xúc chúng ta bằng cái chữ đông trùng hạ thảo, linh chi hay là yến. Bởi vì thấy cái chữ đó thì thấy là nó có giá trị, nhưng thật sự là bao nhiêu trong đó mới là quan trọng. Quý vị nghĩ đi, mình ăn yến nè, một ngày đó mình ăn một chén yến, hay là một tuần một chén đi, mà nhiều khi ăn mười mấy năm, ăn cả đời mà vẫn già như thường. Và khoa học á, nó không có chứng minh được rằng cái yến nó làm cho chúng ta đẹp da hay trẻ da. Đó là cái nôm na của dân gian thôi, chứ không có khoa học chứng minh. Theo cái truyền thuyết của dân gian đó thì ăn yến sẽ tốt da, trắng da vân vân. Nhưng mà nó cũng giống như cái trường hợp collagen mà cô vừa nói. Yến hay là đông trùng hạ thảo đó nó có nhiều cái level khác nhau, Đúng. nó có nhiều bậc khác nhau. Chẳng hạn như đông trùng hạ thảo, quý vị thấy có những nơi mà người ta quảng cáo, người ta giới thiệu đó một cái hộp đông trùng hạ thảo 90 viên mà bán với giá chỉ có 40-50 đồng thôi, mà còn tặng thêm một chai nữa. Một tặng một. Thì theo cái sự nghiên cứu của chúng tôi đó, chúng tôi biết đó, một người bạn, ông ấy là một người thầy đông y rất là nổi tiếng, thì ông ấy cho biết đó, một lạng đông trùng hạ thảo, tức là nó khoảng một nắm vậy, sau khi mà nó khô quý vị, một nắm như vậy thôi, một lạng nếu mà tính theo bên đông y đó là khoảng ba mươi mấy Gam gram. chưa tới Tính 100 gram. cô thì tôi biết cô tính theo vàng cho nên có 27 gram thôi.
Vừa nhưng mà phải thôi. tôi biết là hiện giờ cô trữ vàng nhiều lắm. Thì ba mươi mấy Khó gram đó, nhau. nó khoảng một nắm như vậy thôi thưa quý vị, mà cái giá của nó là 1.800 đô la. Dạ đúng, 1.800 đô la. Thì quý vị cứ hình dung ra một nắm như vậy mà nó khô và bao nhiêu để bỏ vào cho một cái hộp 90 viên, rồi tặng một hộp 90 viên nữa mà chỉ có Bốn ba mấy mươi đồng. mấy 40 đồng, thì cái đó nó cũng là cái câu trả lời cho chính quý vị khi mà quý vị chọn lựa. Dạ vâng. Thì trở lại yến cũng vậy, yến nó cũng có nhiều loại yến, rồi có cái loại mà người ta nói là tốt nhất đó, tức là yến quyết, Dạ. tức là theo người ta cho biết nó là con yến nó làm tổ, nó phun cái nước miếng nó ra để nó làm cái tổ đó. Thì đến cái lúc mà nó phun nhiều quá đó thì cái máu ở trong cơ thể và trong phổi của nó ra, thì nó lẫn vào những cái sợi huyết ở trong cái tổ yến đó, và người ta cho rằng đó là cái loại yến quyết là tốt nhất. Cho nên đó, nếu mà chỉ cần bỏ một cái loại yến hạng bét vào trong một cái sản phẩm nào đó rồi có quyền ghi trong đó yến, bởi vì tôi đâu có nói dối, trong nó có yến thật mà. Và bao nhiêu hàm lượng, 1 mg, hai có cái chữ là cũng được rồi đúng không anh? Cho nên chúng tôi thấy tốt nhất đó là vẫn là chúng ta, nếu mà chúng ta đã mua collagen thì chúng ta phải chú ý xem Phải cái collagen. hàm lượng collagen nó bao nhiêu, Dạ nó đúng. cao bao nhiêu, nó nhiều như thế nào trong đó. Bởi vì chúng ta uống collagen để mà tốt da mà, những cái kia nó chỉ là phụ. Phụ, dạ đúng. Nó cũng giống như cái trường hợp mà người ta nói là sau này chúng tôi có nghe cái trường hợp mà gọi là nhau thai cừu. Dạ. Nhau thai cừu thì cái đó đó, nếu mà chúng ta chú ý vào cái nhau thai cừu đó thì chúng ta phải xem cái đó nó tốt cho cái gì, nó cần cho cái gì, để rồi đó chúng ta xem cái hàm lượng trong đó nó bao nhiêu và nó có đúng là nhau thai cừu hay không, hay là nó là cái con gì khác mình Dạ không biết, đúng, phải không? dạ đúng, dạ đúng. Rồi ngay cả cái trường hợp mà cái sản phẩm mà chúng tôi đang giới thiệu đến quý vị, sản phẩm collagen màu vàng và sản phẩm collagen màu đỏ, nó khác nhau như thế nào? Chúng tôi mời quý vị nghe cô Ngọc Nhi Dạ giải vâng. thích. Thưa quý vị, thì collagen Biomore, Ngọc Nhi xin nói lại là hàm lượng collagen là cao nhất hiện giờ và đậm đặc nhất, và đặc biệt là làm từ là hydrolyzed marine collagen, là một loại collagen cao cấp nhất thị trường Nhật Bản và Hoa Kỳ hiện nay. Cho nên á, cái chai rất là đậm đặc. Ngọc Nhi mở quý vị. Quý vị có thể nhìn Ngọc Nhi mở cái chai này ra. Mình nhậu nha anh. Tôi thấy cái ông Quy Phiên ông đang nhìn nhìn rồi, cô mời Vâng, ông đi. thưa quý vị, khi mà mình chế cái này vào cái ly đó, cái độ đậm đặc nó rất là đặc. Nó rất là đặc quý vị. Và cái màu của nó rất là đậm. Đây là cái loại collagen cực đậm. Nó rất là đậm. Quý vị thấy không? Nó đậm là bởi vì sao? Bởi thứ nhất, đây là cái loại collagen mà cao cấp nhất. Đồng thời khi Ngọc Nhi lắc lên á, thì quý vị thấy nè, trên cái màn hình đó, nó bám cái sợi collagen vào trong cái ly của chúng ta, chứng minh rằng là collagen này nó đặc và nó cao cấp. Và cái màu đỏ này là cái màu từ cái nhau trứng cá hồi. Cái nhau trứng cá hồi, quý vị thấy nó đặc không? Còn những loại collagen khác đó, khi mà quý vị để lên như vậy nè, nó loãng giống như là nước apple juice thôi. Nếu quý vị nào đang có collagen ở nhà thì quý vị sẽ hiểu rằng Ngọc Nhi nói gì. Bởi vì thứ nhất là quý vị chế ra nó không có được đặc như vậy đâu. Nó trong veo, cái hộp apple juice, cái nước juice trái táo làm sao nó vậy đó. Nó lỏng le và nó trong veo. Còn đây đậm đặc là bởi vì sao? Bởi vì collagen đặc nó bám từng sợi lên trên cái ly của Ngọc Nhi. Đây là những cái sợi hydrolyzed marine collagen. Và đặc biệt nữa đó là có nhau trứng cá hồi. 1 kg nhau trứng cá hồi tươi hàng ngàn đô. Và trong này chúng tôi có gần 1.000 mg trong đây, trong một chai. Quý vị uống nhau trứng cá hồi thường xuyên đó, nó giúp quý vị đảo ngược tiến trình lão hóa và làm trắng da. Kết hợp với vitamin B3 xóa mờ những đốm tàn nhang trên da quý vị. Cho nên collagen của Biomon là một cái sản phẩm mà đứng đầu thị trường thế giới hiện nay. Thưa quý vị, rất là đẹp. Rồi, mà khi mình uống đó thì nó rất là thơm và rất là ngon. Có nhiều khách hàng nói rằng tôi muốn mua cái collagen mà có yến trong đó hay là có cái chất trong đó. Thưa quý vị xin đọc lại một lần nữa. Một chén yến ăn một tuần 2-3 lần, ăn cả đời vẫn không thấy trẻ đẹp, cũng không có đẹp da nổi. Thì thử hỏi chỉ vài giọt yến mà là yến loại rẻ tiền hay mắc thì mình không biết được.
nằm trong chai cho cái chữ yến thôi, thử họ có tác dụng hay không. Quý vị cần là quý vị cần collagen cao cấp, quý vị cần là quý vị cần nhau trứng cá hồi để đảo ngược tiến trình lão hóa cho da quý vị. Yến nó không có đảo ngược tiến trình lão hóa da quý vị. Thì quý vị hãy thận trọng khi mình dùng sản phẩm. Có một vài sản phẩm sau này người ta ra và người ta bắt chước Ngọc Nhi làm đó, rồi người ta thêm thắt những cái chất khác vào, thì quý vị hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi mình mua. Có thể nó hợp với quý vị, nhưng mà đối với Ngọc Nhi đó, thứ nhất đổ ra ly coi cái độ đậm đặc và cái sợi collagen nó có bám được trên ly như vậy hay là không, và cái màu đỏ đậm này có phải là cái màu của nhau trứng cá hồi hay là không. Đó là cái chất đặc biệt. Thì bây giờ Ngọc Nhi xin nói quý vị lại đó là chương trình này đó, một hộp á, những cái loại khác đó, thì anh biết người ta bán là người ta khuyên quý vị là một ngày phải uống một chai, một tuần 7 chai. Còn của Biomore đó là một tuần chỉ 2 chai mà thôi. Bởi vì thứ nhất nó đậm đặc, thứ nhì là cái loại collagen Hydrolyzed Marine Collagen là loại cao cấp nhất thị trường của Nhật Bản và Hoa Kỳ hiện nay. Và cuối cùng, cái chất quan trọng nhất mà phụ nữ đều cần đó là vitamin B3, là vitamin B3. Là một cái chất mà nó tự động, nó xóa mờ những cái đốm trên da quý vị từ từ mất. Và collagen của Biomore đó, quý vị chỉ cần uống là khoảng 3 chai đến 4 chai thôi. Có nghĩa là nửa hộp thôi. Là quý vị thấy cái da quý vị thứ nhất là ẩm liền, tươi liền và sáng liền. Thì thứ nhì nữa là cái này là cái collagen, collagen màu đỏ, là giá 180 đồng một hộp. Mình uống được là một chai, một hộp là một uống được một tháng. Tại một tuần chỉ có 2 chai thôi. Các loại khác họ có thể họ bán là 90 đồng một hộp, 100 đồng một hộp. Nhưng mà một tuần một hộp thì mỗi ngày một chai anh. Thì quý vị thấy nó khác ở chỗ đó. Cái tiền tính ra nó vẫn rẻ hơn. 180 mà được 2 hộp, hiện nay khi bán 1 tặng 1. Cho quý vị uống thử, quý vị nào chưa từng thử. Và quý vị cứ mua các phẩm khác về đi, rồi thử quý vị sẽ biết được nó tốt như thế nào. Và thứ nhì nữa đó, quý vị nhớ đổ ra ly khi quý vị lắc. Cái sợi collagen nó còn bám được trên này và những cái trứng trên này hay là không? Những loại khác hoàn toàn là không. Thì đó là cái collagen cao cấp nhất hiện nay. Rồi thứ nhì nữa là quý vị dùng collagen á, anh thấy là hiện giờ đó em thấy đó là ở thị trường đó người ta dùng rất là nhiều cái loại collagen mà loại rẻ tiền nữa. Là quý vị nào bị đau nhức mà không cần đẹp da thì quý vị dùng cái collagen màu vàng trên màn hình này. Collagen màu vàng đó là nói 150 thôi. Nó giống y chang cái collagen màu đỏ nhưng nó không có nhau trứng cá hồi. Đặc biệt collagen màu vàng là dành cho các bác nào mà mình lớn tuổi. Cái độ vitamin C nó cao. Mình uống để mình trị đau nhức chỉ một hộp 8 chai thôi. Hầu như các quý khách nào mà bị đau nhức khớp xương, đau nhức cái đầu gối đi không được, nó hết liền. Tại vì nó có tất cả cái chất mà giúp cho quý vị build lại cái chất nhờn trong khớp xương của quý vị. Cho nên nó rất là tốt cho cái khớp xương. Thì hai loại này quý vị nghĩ loại nào cũng đang một tặng một hết. Nếu mình muốn trắng da cấp tốc thì dùng loại màu đỏ, bởi có nhau trứng cá hồi tươi của Nhật Bản. Còn muốn mà chỉ là trị bệnh thôi và làm giữ cái da tươi thôi thì dùng màu vàng là được rồi. Thì Ngọc Nhi xin mở cho quý vị xem cái chai màu vàng này nhé. Nó cũng giống hệt như vậy luôn. Và thưa quý vị, nó cũng đậm đặc và cái màu đó thì nó khác hơn một tí xíu. Là bởi vì sao? Nó cũng đậm đặc. Cái loại này đó là 20.886. Còn cái loại đỏ đó là trên 21.000. Thưa quý vị đây, Ngọc Nhi khui ra. Như để cho quý vị xem. Nó rất là đậm đặc, quý vị thấy không? Ngọc Nhi chế nó ra từ từ. Rất là đậm đặc. Thưa quý vị, đây là cái loại collagen mà màu vàng. Nó cũng bám lên cái thành ly, nó bám rất là đậm đặc lên thành ly quý vị. Quý vị thấy không? Nó bám rất là đậm đặc. Và đây là collagen có nhau trứng cá hồi. Đây là tại vì cái nhau trứng cá hồi cho nên nó đậm màu như vậy và nó đặc như vậy. Đây là collagen vàng. Không có nhau trứng cá hồi. Nhưng mà cái hàm lượng B3 bằng với collagen màu đỏ và cái hàm lượng vitamin C bằng nhau. Đặc biệt trong hai loại này đó, mình cũng liên cái anh. Tôi thấy cái này đó thì tôi nhìn tôi cảm thấy nó bổ quá. Cô dám cho tôi uống sao? Ông không sao một đâu. Cái người mạnh khỏe như vậy mà cô dám cho uống sao? Ôi, anh uống rồi anh mê luôn sao? Thử miếng. Thưa quý vị, cái này để vì uống cái mùi đó, anh thử cho anh có cái mùi sao? Thơm phải không? Rất là ngon. Ngọt. Dễ uống. Anh thử đi. Thơm lắm.
mà nó đặc. Quý vị thấy không? Nó bám thành ly rất là lâu. Đây là những cái sợi collagen. Những loại khác không bao giờ bám được bởi vì cái hàm lượng nó ít quá và loại collagen rẻ tiền nó phải là Hydrolyte. Hydrolyte đó là một loại collagen nó gấp 3 lần những cái loại bình thường. Nó lạ là như vậy. Nó cái hàm lượng nó gấp 3 lần. Ví dụ như 20.000 của Hydrolyte nó sẽ bằng 60.000 collagen thường. Thành ra một tuần một hoặc là hai chai là quý vị đã thấy nó gấp 5 chai bình thường rồi đó quý vị. Nó mạnh như vậy đó quý vị. Nhưng mà cái phương thức mà mình uống nó như cô nói đó, một tuần hai chai. Nếu mà bây giờ mà tôi khui ra một chai, rồi tôi uống phân nửa, rồi ngày mai tôi uống phân nửa được không? Không được. Không được. Thưa quý vị, đây là loại collagen tươi. Cho nên khi mở cái nắp một cái bụp ra là mình phải uống liền. Nó có đủ cái độ tươi. Cho nên nó cực kỳ tốt và cực kỳ effect vào da quý vị. Tốt nhất là uống trước khi đi ngủ. Cứ 3-4 ngày một chai thôi. Uống rồi là hớp miếng nước lạnh Ngọc Nhi uống, Ngọc Nhi tráng vào. Ngọc Nhi hớp nước lạnh liền vào. Cuối cùng tôi vẫn thắc mắc. Anh thấy em trẻ đẹp hơn lúc trước không? Không, thì đó là cái lý do mà tôi thắc mắc đó là bởi vì cô đưa tôi loại màu vàng. Cô uống loại màu đỏ là cái loại mắc tiền hơn. Tham ăn. Để cô tốt da hơn nhiều cho tôi. Tại vì em thấy cái màu nó đẹp em nhường cho anh thôi. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa thì chúng tôi xin quý vị liên lạc ngay với công ty mỹ phẩm Forever Moremore. Cái dịp đặc biệt này một tặng một nha quý vị. Một tặng một. Đang có cái tặng thưởng rất là đặc biệt. Quý vị mua một chai, một hộp, xin lỗi quý vị, một hộp thì quý vị sẽ được tặng một cái hộp thứ nhì để quý vị thử. Và cái vấn đề hạ giá này đó, nó không có kéo dài lâu. Cho nên xin quý vị hãy gọi ngay vào cái số điện thoại của công ty mỹ phẩm Forever Biomore. Ngay vào giờ phút này sau cái chương trình này thì quý vị gọi vào. Quý vị sẽ được có một cái tặng thưởng đặc biệt. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi cái chương trình giới thiệu sản phẩm của công ty mỹ phẩm Forever Biomore. Xin chúc quý vị và gia đình sẽ có những giờ phút thật là vui, thật là thoải mái và được nhiều sức khỏe. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Ngọc Nhi và nhường lời cho Ngọc Nhi chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Chào anh Phong và chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới cũng thứ hai, thứ tư, thứ sáu vào giờ này. Kính chúc quý vị một ngày thật vui bên gia đình và người thân. Sản phẩm Glamour's Caviar Collagen Beauty Drink của công ty Forever Biomore là một sự tổng hợp các công dụng làm đẹp, bồi bổ sức khỏe và giảm bệnh tật. Thành phần chiết xuất từ nhau thai trứng cá hồi và collagen sẽ giúp tái tạo tế bào gốc và chống lão hóa cho da. Trong khi đó, COQ10, tinh chất sụn cá mập và elastin từ động mạch chủ cá ngừ sẽ giúp quý vị có một giấc ngủ êm, giảm stress, bồi bổ tim mạch và ngăn ngừa ung thư. Hãy gọi Forever Biomore 1-888-933-7624. Sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản, Yellow Collagen Beauty Drink là sản phẩm có chứa hàm lượng collagen cao nhất trên thị trường. 20.886mg collagen kết hợp với các vitamins và các thành phần như COQ10, Hyaluronic Acid và sụn cá mập cung cấp cho da độ ẩm tự nhiên, đặc trị đau nhức bằng cách tái tạo lại chất nhờn cho các khớp xương, giúp quý vị trẻ lại hàng chục tuổi trong một thời gian ngắn. Hãy gọi Forever Biomore 1-888-933-7624. Vì sao tuổi thọ của người dân ở đảo Okinawa lại cao nhất nhì thế giới? Rất đơn giản, bí mật ở đây chính là Fucoidin. Công ty Forever Biomore này mang đến cho quý vị giải pháp của sự trường thọ qua sản phẩm Amino Fucoidin Drink với 3 thành phần chính gồm nấm linh chi, nấm agrius và nhất là Fucoidin. Amino Fucoidin Drink là một tấm khiên vững chắc bảo vệ quý vị khỏi các chứng bệnh ung thư, qua đó kéo dài tuổi thọ. Hãy gọi Forever Biomore 1-888-933-7624.